Rồi, hello, chào cả nhà mình ha. Rồi, hôm nay em về được có ba con cái, cũng ít tiền của chú anh chị mình đây. Đó. Hôm nay em cũng mua được giá hơi nới, cho nên em cũng để cho cô chú anh chị mình giá hơi nới, giá rẻ luôn ha. Để mình về mình nuôi có mau có lợi nhuận ha. Rồi, quên, đây có con cái siêu mổ đỏ nè. Đợt trước thì em bán thì anh đó anh mua rồi, anh ở Tiền Giang anh mua rồi, anh chốt rồi. Anh đặt cọc em 1 triệu. Đó. Rồi nay tới ngày giao á, rồi anh điện em anh nói rồi nay em mượn tiền chưa được ha. Rồi anh xin cọc lại em cũng trả cọc cho anh rồi nha. Đó, rồi nay em sẵn đây em đăng lên bán lại luôn nha. Đó. Rồi em cũng thông báo ha. Rồi em thông báo là em có chuyến xe đi Mỏ Cày Nam Bến Tre với lại thành phố Bến Tre ha. Rồi ai mua mấy con bò này sẵn em ghép xe đi luôn ha. Đó. Trong vòng 2 ngày nữa nha, 2 ngày nữa em có chuyến xe đi nha. Đó. Rồi bốn con bò đây, nếu ai mua á em sẵn em ghép xe đây luôn ha, em cũng bao xe trong phạm vi 200 km luôn nha. Đó, cho cô chú anh chị mình ha. Đó, rồi em giới thiệu lại cơ con bò đầu tiên nè ha. Đây, đó, đây là con đầu tiên, cao 1m2 ha, cao 1m2, yếm đó nè, chân trước nè, chân sau đó, đó, rúng đó nè. Con này 4 vú ha. Đó, rúng đó. Em đứng xa nè. Đó, cao 1m2 dư ha. Con đây được 14 tháng nha. 14 tháng. Con đây lúc trước nó bị viêm da có chú anh chị. Đó. Mà nay nó ra lông chưa đều ha. Đó. Rồi, em mua được về rẻ tiền, em về em cũng bán rẻ tiền cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó. Cày đuôi bự ha, xây bướm nghiêm chỉnh, lưng cũng lưng đôi luôn nha. Đó, con đầu tiên cao 1m2 được 14 tháng ha. Rồi con đầu tiên em báo giá luôn ha, 19 triệu. 19 triệu ha. Đó, đầu đó nè. Đó, con này có xếp tiền nha cô chú anh chị. Nè, cái xếp tiền đó nè. Đó, con này có xếp tiền ha. Đó, em quay rất là kỹ ha. Rồi em đứng xa nè. Đó, rồi con đầu tiên lưng thì một lưng luôn ha. Đó, chân nó rất là mầm bự luôn ha. Đó, ở đây là dê nha cô chú anh chị. Đó, chủ nó bỏ dê quá, dê em cũng có xịt thuốc dê luôn nha. Đó, chân trước chân sau đó đúng đó nè. Đó, rồi con đầu tiên 19 triệu ha. Rồi em qua con thứ hai luôn nè. Đây con thứ hai đây, con thứ hai thì lú sừng ha, xây bướm nghiêm chỉnh luôn, yếm đó nè, chân trước nè. Đó, con này có rúng mà ít rúng nha. Đó, con này cũng 4 vú luôn ha, lưng thì lưng đôi. Đó, rồi con số 2 ha. Đó, đó, con số 2 ha, cao 1m15 đổ lại nha. Con đây cao 1m15 đổ lại, 14-15 á ha. Đó, rồi con thứ hai em báo giá luôn ha, 14 triệu ha, 14 triệu. Đó, lưng đôi xây bướm nghiêm chỉnh luôn ha. Đó, đó, em đứng xa nè, em lấy hết bò luôn nè. Đó, cho cô chú anh chị mình xem sao kỹ ha. Rồi em qua con thứ ba ha. Đây, con thứ ba đây, con thứ ba thì hơi ốm hơi rắm bò nghe cô chú anh chị, về mình chăm sóc lại lên, tại vì ở đây thiếu cỏ ha. Đó, đó, dàn đầu đó, xây bướm cũng nghiêm chỉnh luôn. Con đây được 8 tháng ha, còn con kia, con thứ hai được 10 tháng nha. Nè, rúng đó nè. Đó, yếm đó, em đứng xa ra nè. Đó, cao 1m1 nha, cao 1m1 á, con thứ ba. Đó, rồi con thứ ba em cũng báo giá luôn ha, 14 triệu luôn, 14 triệu. Đó, đây, lưng nó cũng lưng đôi luôn nè, tại nó hơi gốm bò ha. Đó, rồi con thứ ba 14 triệu ha. Đó, rồi em qua con siêu luôn nè. Đây, con siêu cũng mất 1m1 bò luôn nha. Đó,
một mét mốt bò ha, bò này đứng gì kỳ vậy ta. Đây nhìn đầu nè, em quay kỹ lại cho cô chú anh chị mình xem kỹ lại ha. Đó chân đó nè, chân sau đó sải bốn thì nghiêm chỉnh đó. Mấy cái dấu đây là dấu mấy đây bị ép xe ngang cô chú anh chị đó, không có sao hết ha. Đó do chủ lúc trước cái chích người viêm da nổi cục á, với lại tụ huyết trùng với lại lỗ mùng lông móng á ha. Đó nè coi rúng đó nè, con này có ít rúng nha. Đó con này bốn vú mà ít rúng ha. Đó rồi con này em bán lại 16 triệu ha, 16 triệu đó. Cô chú anh chị ưng ý bò nào cứ alo ra cho em ha, sẵn em có cũng có chuyến xe đi á, em ghép xe đi cho cô chú anh chị mình ha, về miền Tây ha. Đó em quay tổng quát lại cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha, ai ưng ý bò nào cứ alo cho em. Đó đây con số 1 nè. Đó bò đây em mới mua mới trở về em làm dây lại hết rồi nha cô chú anh chị. Đó em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi thôi video nó cũng dài rồi ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha. Rồi hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye.